COVID-19. Hôm nay bị ngược ta. Hôm nay đổi tay nha. Ôi, được thôi, anh mạnh mẽ đó. Chứ anh thì lúc nào cũng yếu đuối mà. Hôm nay là cái ngày mà bạn anh và Thắm Baby đi chích vaccine COVID-19 lần thứ hai. Lần thứ nhất là cách đây bao nhiêu ngày quên rồi ta? Lần thứ nhất là cách đây, lẽ ra là 4 tuần sau là mình phải chích nhắc lại quý vị, nhưng mà tại vì người ta đổi cái lịch đó, đổi cái lịch có thể là thiếu thuốc hay là cái gì đó mình không có biết, nhưng mà người ta đổi lại là giờ thì một tuần nữa, là hôm nay là 5 tuần nữa mình trở lại. Từ ở dưới mình xuống dưới này á, là khoảng bao nhiêu phút em? 30 phút không? 30 phút. 25 đến 30 phút. Anh nghe nói là cũng có nhiều địa điểm để chích chứ không phải là chích một chỗ em hả? Tại vì cái chỗ này hôm bữa đó là mình không có cần vô mà deadline đồ này nọ, mình lấy appointment rồi mình tới mình chích liền. Em chích mũi đầu tiên, cảm giác đầu tiên là mình nghe đau liền cái vùng mới chích ha. Sau khi đó về tối hôm đó là em bị chóng mặt nha, em bị chóng mặt, em buồn nôn và cái quan trọng nhất là tim em đập rất là nhanh. Wow. Và cái đêm không em có uống thuốc, em kìm luôn chịu trận luôn, là tại vì em sợ nhiều khi uống vô nó có expect gì đó em không biết, em sợ nên em không uống. Nên em chịu tới sáng ngày hôm sau, đau đầu đau như búa bổ luôn vậy đó. Đau vậy, tim đập nhanh lúc nào cũng giống như kiểu hồi hộp á. Xong rồi qua ngày hôm sau là cái cảm giác nó từ từ nó giảm dần rồi qua ngày hai hết luôn. Hình như mấy người này cũng đi chích thì sao mà thấy đang xe nó đang vô khu này quá trời. Em nghĩ là vậy, tại vì nó giờ schedule tới ngày hôm nay hết mà. Schedule là cái lịch đó, cái lịch trình đó, cái hẹn á. Anh thấy có nhiều người chích xong họ bị sốt, bị bệnh, họ xin nghỉ làm 2-3 ngày luôn em. Thì nói chung là nó cũng tùy vô cơ thể mọi người thôi, nhưng mình không có nói trước được. Cái loại thuốc Johnson đó, có cái người ta chích đó, người ta bị đâm máu á quý vị. Tác dụng phụ á hả? Tác dụng phụ á. Nhưng mà cái loại thuốc của Thái Baby với Hoàng Anh chích thì phải chích 2 lần chứ không phải giống như Johnson là chích 1 lần thôi, không phải phải chích 2 lần. Còn cái loại Madonna này là mình chích có 2 lần, phải chích nhắc lại lần thứ 2. Thì không phải là cái, tại vì cái dịch Covid này người ta ai cũng, khi mà nó ra cái vaccine á thì không phải là người ta sẽ tới bệnh viện để chích mà, hay là tới một cái nơi nào đó về y tế để chích. Thường họ sẽ kiếm một cái nơi nào đó rất là rộng rãi ha, có nhiều chỗ đậu xe để cho người ta có thể lần lượt tới rất là đông để giải quyết cho số lượng đông người chích trong chích mỗi trên ngày xe luôn. Đúng rồi, rồi để thuận tiện hơn nữa thì người ta sẽ không cần phải bước xuống xe để ngồi xuống ghế chích. Không cần phải tụ tập đông người. Họ sẽ nối đuôi nhau từ xe một đó tới nơi để bấm kiến xuống, dán tay áo lên và người đứng và cái người y tá, người nurse đứng ở ngoài. Chích cái phẩm đó thấy không, lo nhiều chuyện, nói chuyện riết bị đi bị ốm được. Không sao, ốm thì mình đi lộn thì mình đi lại. Ôi có gì đâu mệt cưng. Trời ơi, đẹp không? Nó chỉ hồi bữa trước là nó chỉ mình đi cái đường kia, sao bây giờ nó chỉ mình đi đường này đó. Giống như Quang Anh hồi nãy nói đó, họ không có phải là tổ chức chích ở một cái bệnh viện mà họ chích ở cũng bây giờ họ thuê cái chỗ mà cái gì ta? Sewer hả? Ở cái chỗ mà biểu diễn cá heo dưới nước được đó. Cái chỗ này là cái chỗ mà khu tham quan của mọi người. Đó, cho nên là bây giờ họ COVID-19 họ không có cho vô thường xuyên nữa và cho mướn để là một cái nơi rộng rãi có nhiều chỗ đậu xe để cho mọi người vào để mà tổ chức chích vaccine. Đó, đây là Long Beach. Giặt nước miếng tùm lum. Thank you. I do the COVID vaccine second time. Okay. Thank you. Mình phải chuẩn bị hai cái card. Mình phải chuẩn bị hai cái card trước để mà mình đưa cho người ta, là để mà mình nói người ta là
mình có hẹn hôm nay ở là chích lần đầu. Mình có hẹn lần thứ hai thì người ta ok, người ta cho mình vô. Nhưng mà mình phải chuẩn bị luôn hai cái ID, lỡ người ta có hỏi mình thì mình cũng đưa luôn, chứ để móc móc tới móc lui nó mất thời gian. Có lẽ là mọi người đã chích nhiều rồi, bây giờ tới mình thì bây giờ cái vấn đề nó hình như là hôm nay rất là vắng. Lại chắc là người ta đã chích hết rồi, còn mình là trễ thôi. Đó chứ. Đó, thấy không? Một cái nơi rất là rộng. Hồi hôm bữa cái lần trước có quý vị, lần trước mà Thắm BB với Hoàng Anh đi xe đậu nghẹt ngồi luôn mà nối đuôi nhau dài lắm. Ngày hôm nay có thể là một số người ta đi chích trước hay gì đó. Nên là cái số lượng người nó không có. Quý vị là chỗ này biết đâu một cái parking lot của một cái tòa nhà đó chích trong xe mà chích ở dưới cái bãi đậu xe đó quý vị. Cái này nó cũng đúng anh, là tại vì biết sao không, tránh tụ tập đông. Nó rất là hay mà nó không đó. Có mình không có mệt nữa. Đó. Mình không mệt mà người ta cũng sẽ không có mệt, chứ không phải mà ùng mình ngồi xe mình rất là thoải mái luôn. Ô ở phía trước mình cũng có nhiều người đây, anh. Thì người ta đã đi trước mình đó thôi. Đó thôi. Nhiều người ta không biết like vô nè. Ngày hôm nay em mới biết anh già nghe em á anh. Ngày hôm nay em coi cái ID em mới biết anh già nghe em. Thì bữa có người bật sơn sát sơn chị với em với anh. Cô trợ lý của này, cô này của mình nè. Nói chung là cô giỏi mọi thứ lắm. Cái gì cô cũng biết, cái gì cô cũng rành đó. Tiếng Anh, tiếng U, tiếng Ta, tiếng Tàu, đường xá, các thứ cô cũng rành đó. Chỉ cái cô không rành là gì phải không? Kêu quay cảnh đó, đi quay người. Cái gì vậy? Hư phim hết trơn, không có dựng được cái gì hết. Em nghĩ sao? Có hai cái máy, anh một máy, em một máy, đi quay phong cảnh, đưa cảnh đẹp để gì dựng cảnh đẹp cho người ta xem. Em bắt anh đi bây quay giờ, anh không hả? Bây giờ anh nói vậy đã quan cho em. Quý vị biết sao không? Nếu mà Thắm BB quay cảnh không mà ổng cầm máy ổng quay Thắm BB thì lấy hình ảnh của ảnh ở đâu để mà dày dựng? Cũng phải có hình ảnh trên anh trong đó chứ, đúng không? Đúng không? Nói em một câu công bằng coi. Tìm chú lý mới. Ok, chơi nghỉ. Dẹp. Xe bắt đầu xếp hàng, từ từ vô tới nơi, bấm kiến xuống, giặt áo ra chích. Trước mặt quý vị là phía trước là những xe đó đang đậu chờ chích á. Giặt áo hả? Nói nghe ghê quá. Giặt áo cho chích chứ phải giặt áo cho người xem lưng. Dùng từ kỳ cục, giặt áo cho chích. Người ta nói là hả, đưa cái tay lên cho người ta chích. Giọng em lên đây, nhẹ nhàng sáng chảnh. Okay. Sáng chảnh. Okay, người ta okay, nói thì sao? Dạ, người ta nói là hả, vén tay áo nhàng lên cho người ta chích chứ không phải là giặt áo lên cho người ta chích. Nói kỳ quá, nói rất là kỳ cục. Hoàng Anh và Thắm là đi tới số 18, 18 thì hai bên đường đó các xe là sẽ tấp, mỗi xe là một số, một điểm chích đó quý vị. Số 18 mình là bên 18 bên phải đây nè. Đó. I'm scared. You're doing great. My god. Don't be fine. It's really quick. Wow. I mean, you've done it before, so. Yes, but someone say like the second time is really hard. My God. Don't worry, everybody. Okay. Ow. Sợ quá hả? Em có sao không? Em đang đau. Uống nước lấy tinh thần cho. Hey, mở. Hello. Okay, you want to open the door? Yeah. Okay. Because your arm has to like, relax. Oh. I'm scared too. You're scared. So make sure your arm is relaxed. Yeah. Try not to flex, because then it will add more. À, chưa. Đây là sau khi hai đứa đã chụp, ôi anh đã chết. Lần lượt chết rồi. Thôi để Thắm BB nói lại cho ổng nói cái gì kỳ cục. Bây giờ bắt đầu. Cái này là sau khi Thắm BB với Hoàng Anh đã chết xong, sẽ đi ra cái khu này, cái parking này để mà mình. Yeah, we park in there. Yep, so it's a short term 15 minutes.
Okay, mm-hmm, thank you so much. Alright, you too. Nói là mình đậu ở đây khoảng tầm 15 phút nữa mình mới được đi ra ngoài ha. Để mà nếu như mà mình có cái gì mà phản ứng cái gì á, nếu mà mình mệt hay là cái gì này nọ thì mình cứ bấm cái kèn. Nếu mình bấm cái kèn thì có người y tế sẽ đến chăm sóc cho mình liền á. Có nghĩa là họ là túc trực ở đây đó. Ta dính gì vậy? Mới dán băng keo mới chích xong dính gì đâu. Thì hả? Dạ, bà nội luôn nè. Đang bị cách ly 15 phút. Cách ly 15 phút. Cảm giác sao, chích mũi thứ hai sao bây giờ? Không đau bằng cái mũi thứ nhất. Em không biết là mọi người nói như thế nào, nhưng mà em cảm thấy là nó không có đau mà. Mũi thứ nhất bữa chích đau lắm cơ. Em ơi, chưa có biết đâu, về nhà mới biết mà. Thì ý là em nói cảm giác ngay bây giờ. Cái cảm giác ngay bây giờ thì nó không đau bằng cái mũi đầu tiên chích. Nhưng mà tí tối về thì cái phản ứng như thế nào thì Thám Vy sẽ chia sẻ với quý vị. Anh sao? Anh thì em thấy bình thường. Nè, chích đây nè. Anh chích ở đây nè, thấy không? Cái gì vậy trời? Đau chỗ này nè. Chứ phải đau chỗ kia hả? Chứ phải đau kia kìa. Đau trong tim hả? Đau anh đau chỗ này nè. Đau lắm. Thực ra thì cũng không có thấy gì hết á. Về nhà chắc mình là mới biết đau chỗ đó thôi. Chứ bây giờ thôi bớt diễn đi. Bớt lên xe rồi. Ê dạ, sao giờ đâu quá? Ê dạ, anh đã có sao không? Em có sao không? Thôi dạo này tập tạ đô quá. Thôi tém tém bớt đi. Chích vô cái con chuột nó căng ra mà. Người ta chích đào, người ta giấu, người ta chích phè. Và bây giờ Thám Vy sẽ để một cái trang web ngay chỗ này để quý vị có thể dễ dàng đi đến chỗ chích vaccine nhé. Còn bây giờ trước khi kết thúc chương trình, nếu như quý vị khán giả nào mà cảm thấy chương trình Chuyện Tình Yêu mang đến những cái thông tin thật là hữu ích, những cái trải nghiệm thật là thú vị cho cuộc sống của chúng ta, thì đừng ngần ngại, hãy like, chia sẻ và subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.